Hi, xin chào mọi người. Như video trước thì mình đã quay về An Lăng, lăng của vua Dục Đức. Thì lăng của vua Dục Đức không chỉ là nơi an táng của vua Dục Đức mà còn là một quần thể lăng của gia đình ông. Thì hôm nay ngay sát cạnh lăng Dục Đức thì ở đây còn có hai vị vua là con trai và cháu nội của ông nữa, đó là lăng Thanh Thái và lăng Duy Tân. Đây là hai vị vua triều Nguyễn mà nổi tiếng yêu nước. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời và lăng mộ của cả hai ngài. Bắt đầu nhé. Đầu tiên thì mọi người cùng mình tìm hiểu về vua Thanh Thái nhé. Vua Thanh Thái, ông sinh năm 1879 và tên khai sinh của ông là Nguyễn Phúc Bù Lân. Ông là con trai thứ 7 của vua Dục Đức. Và sau khi vua Đông Khánh mất, các con trai của vua Đông Khánh còn quá nhỏ nên là triều đình Huế vẫn chỉ của Nghi Thiên Chương Hoàng hậu, tức là vợ của vua Thiệu Trị, và Lệ Thiên Ánh Hoàng hậu, tức là vợ của vua Từ Đức, đón hoàng tử Bù Lân lúc đó chỉ mới 10 tuổi về cung để mà lên làm vua. Vào ngày 2 tháng 2 năm 1889 thì Bảo Lân lên ngôi tại Điện Thái Hòa lấy hiệu là Thanh Thái. Khi đó thì ông chỉ mới 10 tuổi. Vua Thanh Thái thì từ nhỏ đã thông minh, hiểu học. Khi mà ông 4 tuổi thì vua cha là Dục Đức bị phế và chết ở trong tù. Bù Lân phải sống ở ngoài thành với các bà con lao động đã từng chia sẻ gian khổ với những người nghèo trong cảnh nước mất nhà tan. Vì thế, khi làm vua tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng mà vua Thanh Thái đã sớm có ý thức về quốc sự. Vua rất thích học các tấn chữ như là chữ Hán của Trung Quốc và chữ Nhật Bản. Vua Thanh Thái có ý thức tự cường dân tộc và có những dự định cách tân đất nước, song đều bị thực dân Pháp ngăn chặn. Vua Thanh Thái rất thương dân, thường hay vi hành để được gần dân chúng, để hiểu được sự đau khổ của dân một nước nô lệ. Vì vậy nên Khấm Sứ Pháp và quần thần Nam Triều Bù Nhìn rất muốn trút ngôi của vua Thanh Thái vì vua không chịu nghe theo ý của họ. Đến tháng 7 năm 1907, người Pháp nói thẳng với nhà vua rằng nếu mà nhà vua không thành thật công tác với chính phủ bảo hộ thì mọi việc đều do hội đồng thượng thư tự quyết đoán. Nhà vua đã hết quyền hành và không được ra khỏi đại nội dành riêng cho vua. Đến tháng 9 năm 1907, triều thần theo lệnh của người Pháp vào điện Căng Thanh dâng vua dự thảo chiếu thoái vị với lý do là sức khỏe không đảm bảo, xin tự nguyện thoái vị. Khi mà xem xong bản dự thảo, vua Thanh Thái chỉ nhếch mép cười và ghi ngay hai chữ là phê chuẩn rồi quay lưng đi vào. Tiếp đó thì đến ngày 12 tháng 9 năm 1907 thì thực dân Pháp đưa vua Thanh Thái đi quản thúc ở Bạch Dinh ở Vũng Tàu ngày nay. Đến năm 1919 thì đày ra đảo Réunion cùng với con là vua Duy Tân. Thanh Thái làm vua được 18 năm, ông bị phế truất năm 28 tuổi. Sau 31 năm bị đi đày, đến năm 1947 thì được trở về tổ quốc. Và ngày 24 tháng 3 năm 1954 thì vua Thanh Thái mất tại Sài Gòn, ông thọ 74 tuổi và được an táng tại khuôn viên của An Lăng. Tiếp theo là cuộc đời của vua Duy Tân. Thì sau khi mà phế truất vua Thanh Thái, thực dân Pháp đưa hoàng tử Vĩnh Sang, lúc đó thì mới 7 tuổi, lên làm vua để chúng dễ bề sai khiến. Nhưng chúng lại không ngờ vua Duy Tân còn chống Pháp kiên quyết hơn cả vua cha mình. Và nhắc đến vua Duy Tân thì không thể nhắc đến câu nói bất hủ hàng trăm năm nay của ông. Đó là một câu chuyện vào mùa hè, thì khi đó vua Duy Tân thường ra nghỉ mát ở cửa Tùng, một cửa biển đẹp ở Quảng Trị. Một hôm thì nhà vua đi từ bãi tắm lên, hai tay dính đầy cát. Viên thị vệ bưng lại một thau nước ngọt, mời vua rửa tay. Nhà vua vừa rửa tay vừa hỏi đùa rằng: tay bẩn lấy nước mà rửa, còn nước bẩn thì lấy gì mà rửa? Viên thị vệ liền lúng túng, chưa biết trả lời ra sao thì vua tiếp tục hỏi: nước bẩn thì làm thế nào cho sạch? Người thị vệ vẫn không trả lời được. Khi đó vua Duy Tân bèn nói: nước bẩn thì lấy máu mà rửa. Đến cuối năm 1916, vua Duy Tân đã bí mật gặp hai nhà chỉ sĩ của Việt Nam Quang Phục Hội, lúc đó là Trần Cao Vân và Thái Phiên, để bàn mưu khởi nghĩa đánh Pháp. Vua Duy Tân đã chủ động tham gia và quyết định đẩy ngay khởi nghĩa sớm hơn để mà khỏi bỏ lỡ thời cơ. Tuy nhiên, cuộc khởi nghĩa bị lộ và đến ngày 6 tháng 5 năm 1916 thì giặc Pháp bắt được vua Duy Tân cùng nhiều chỉ sĩ cứu nước ở Quảng Ngãi. Toàn quyền Pháp đích thân gặp và dụ dỗ nhà vua trở về ngai vàng. Tuy nhiên lúc đó vua Duy Tân đã khẳng khái trả lời rằng
các ngài muốn buộc tôi phải làm vua nước Nam thì hãy coi tôi như là một ông vua đã trưởng thành và có quyền tự do hành động, nhất là quyền tự do trao đổi thứ tín và chính kiến với chính phủ Pháp. Thuyết phục và mua chuộc mãi không được, thực dân Pháp đẩy vua Duy Tân sang đảo Réunion. Và trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, vua Duy Tân tình nguyện gia nhập quân đội của nước Pháp tự do để chống lại quân phát xít. Và khi quân đồng minh chiến thắng, ông được giải ngũ với hàm thiếu tá không quân. Đến tháng 10 năm 1945, vua Duy Tân chấp thuận đề nghị của Tổng thống Pháp trở về Việt Nam, nhưng mà không may thì bị tai nạn và mất. Ông lúc đó thọ 46 tuổi. Sau này thì hai cốt của vua Duy Tân được gia đình đưa về an táng tại An Lăng, Huế, cạnh nơi an nghỉ của vua cha là Thanh Thái, vào ngày 6 tháng 4 năm 1987. Sinh ra, số phận đã đặt địa cho họ là chứng minh thiên tử được nối ngôi vua. Tuy nhiên, vào thời đại loạn lạc thì mặc dù có lòng yêu nước, tuy nhiên lực bất tòng tâm và số phận của họ cũng khá là buồn và nghiệt ngã. Còn về kiến trúc thì lăng của cả hai vị vua yêu nước này đều rất đơn giản và khiêm tốn so với các vua tiền nhiệm. Nằm cách khoảng 100 mét từ tẩm điện của An Lăng, dọc theo con đường, mọi người sẽ thấy khuôn viên của lăng mộ nằm bên phía tay phải. Hai ngôi lăng nằm trong một khuôn viên có hàng rào bảo vệ hướng ra đường Duy Tân. Cổng tam quan đơn giản mà nhiều người nhìn vào có thể nghĩ là một khu lăng mộ bình thường, chứ không phải là của hai vị vua của Triều Nguyên nữa. Trước lăng mỗi vị có một bi đình nhỏ và đơn giản với hoa văn rồng, mấy sóng uốn lượn. Trong bi đình thì có bia đá khắc tên và cuộc đời của nhà vua. Lăng vua Thanh Thái thì nằm ngay chính giữa cổng vào và nằm ngay sau bình phong. Còn lăng của vua Duy Tân thì nằm bên tay phải nếu đi từ ngoài vào và nằm trong một lớp bụi thanh có cổng nữa nha mọi người. Phần mộ của hai vị vua này mình thấy rất đơn giản với bốn tầng hình chữ nhật chồng lên nhau, nằm trong một lớp bụi thanh thấp nhỏ hơn. Ngoài ra thì mộ của vua Thanh Thái có đặt ảnh và một bia đá phía sau ghi rõ cuộc đời của ông. Tuy kiến trúc đơn giản, những điều đặc biệt của khu lăng mộ này giống như một khu lăng mộ của gia đình dòng tộc. Trong đây còn có mộ của anh của vua Duy Tân hay các vị phi tần cũng nằm gần nhau trong khuôn viên này. Thực sự thì để xét về kiến trúc lăng mộ của hai vị vua đều rất đơn giản so với các lăng vua khác ở Huế. Nhưng đây là hai trong ba vị vua yêu nước của Triều Nguyễn mà họ tuy bất lực trước thời cuộc, tuy nhiên vẫn thể hiện được tinh thần dân tộc bất khuất. Và nếu mọi người có dịp đến đây, nếu không vào được thì cũng đừng quên đến tưởng niệm hai vị vua này nhé, những vị vua không gặp thời. Và như vậy thì chúng ta cũng đã vừa tìm hiểu về vua Duy Tân và vua Thanh Thái cũng như là ngôi lăng của cả hai ngài. Theo như mình thấy thì ngôi lăng của cả hai ngài tuy là rất là đơn sơ, nhưng mà ở đây là khu vực trung tâm dễ tiếp cận nên mọi người cũng có thể tới đây để mà thắp hương, chiêm bái, tưởng nhớ về những vị quân chủ triều đại nhà Nguyễn mà có tấm lòng yêu nước, tuy nhiên lại sinh vào cái thời loạn lạc. Rồi, mình cũng xin dừng video tại đây. Mọi người nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại.